Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng trước khi vào quân đội, họ là những thanh niên khỏe mạnh, vui vẻ, nhưng vì trải qua ăn gió nằm xương, hứng chịu những trận mưa bom bão đạn nên nhiều bộ đội, người thì hy sinh tính mạng, người thì tay què, chân cụt và mang nỗi đau thương tật suốt đời. Cho nên, bổn phận của chúng ta là phải trân trọng, yêu thương, nâng đỡ những người con trung hiếu đó. Hơn ai hết là người sáng lập, rèn luyện, giáo dục và dìu dắt, theo dõi quân đội ta ngay từ những ngày đầu thành lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất thấu hiểu sự gian khổ, hy sinh to lớn của bộ đội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cho nên, Bác yêu cầu chúng ta phải trân trọng, yêu thương, nâng đỡ những người con trung hiếu đó. Không chỉ yêu cầu mọi người yêu thương giúp đỡ, Bác còn trực tiếp rèn luyện, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, thể hiện qua những lời huấn thị, chỉ dạy. Với việc lớn, Bác dạy, toàn thể cán bộ và chiến sĩ cần phải ra sức học tập chính trị, quân sự, văn hóa, cần phải nâng cao lập trường và tư tưởng của giai cấp công nhân, cần phải nắm vững đường lối quân sự của Đảng, ra sức rèn luyện kỹ thuật và chiến thuật, cần phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Với việc nhỏ, Bác căn dặn, bộ đội không bao giờ được tơ hào từ cái kim sợi chỉ của nhân dân và phải kính yêu dân, tôn trọng dân, bảo vệ dân ở mọi lúc, mọi nơi. Mong muốn bộ đội có cuộc sống no đủ, Bác yêu cầu các cấp chỉ huy, những người làm công tác hậu cần, phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải phải đi thẳng đến chiến sĩ. Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt. Tình thương yêu của Bác dành cho cán bộ, chiến sĩ quân đội như tình cảm của người cha dành cho những đứa con ruột thịt của mình. Ngay trong xưng hô, Bác cũng thể hiện một thái độ thân tình đặc biệt. Khi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, nay là Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, Bác dùng đại từ nhân xưng Bác cháu. Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Dùng đại từ nhân xưng Bác cháu trong ngữ cảnh này vừa thể hiện sự gần gũi, yêu thương như người cha, người bác dành cho con cháu, vừa nói lên tình cảm sâu nặng và niềm tin son sắt của lãnh tụ đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội ta trong sự nghiệp bảo vệ Giang Sơn gấm vóc. Không chỉ thường xuyên quan tâm đến sự nghiệp xây dựng, phát triển của quân đội trên tất cả các mặt công tác chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, Bác còn luôn nhắc nhớ phải bảo vệ tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thương mất mát về người trong chiến tranh. Bác căn dặn các tướng lĩnh, chiến tranh có thể còn kéo dài, do đó trong chiến đấu, càng ít hao tổn xương máu bộ đội càng tốt. Bản thân Bác nhiều lần ra tận trận địa hỏi thăm, động viên cán bộ chiến sĩ. Vào những năm cuối đời, sức khỏe có hạn, Bác ít đi cơ sở hơn, nhưng mỗi khi nghe báo cáo tình hình chiến sự trên chiến trường, câu đầu tiên Bác thường hỏi là tình hình sức khỏe và đời sống bộ đội. Muôn vàn tình thân yêu của Bác dành cho bộ đội còn thể hiện ở lời căn dặn của người đối với Đảng, Nhà nước ta là sau khi chiến tranh kết thúc, cần phải quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và tạo công ăn việc làm cho bộ đội phục viên, chuyển ngành. Thưa quý vị và các bạn, đối với bộ đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ngôi cao mà không xa, giữ trọng trách lớn mà luôn dành tình cảm thân thương, ấm áp cho mọi cán bộ, chiến sĩ, từ Tổng Tư lệnh Quân đội đến người lính binh nhì, binh nhất. Mỗi bước trưởng thành, mỗi chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đều gắn liền với sự quan tâm, giáo dục, với những lời căn dặn ân cần của người. Chuyên mục của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.